Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với số video đầu tiên của kênh Phê Game. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Sau sự kiện Sony Show 2018 vừa qua thì đội ngũ Phê Team đã quyết định mở rộng sang mảng game bên cạnh phê phim và phê truyện. Xin tự giới thiệu, mình là Trường, thành viên mới nhất của Phê Team và cũng sẽ là người phụ trách nội dung chính cho kênh Phê Game. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong thời gian sắp tới. Nói qua một chút thì video game đối với mình không đơn thuần chỉ là những trò chơi mang tính giải trí. Có rất nhiều trò chơi điện tử ngày nay đã trở thành những tượng đài trong ngành công nghiệp game, không chỉ bởi vì gameplay đặc sắc mà còn bởi vì phần kịch bản, cốt truyện cũng như lời thoại của game thật sự không thua gì những tác phẩm điện ảnh Hollywood, có thể kể đến như là The Last of Us hoặc là Uncharted. Mình rất mong muốn rằng việc mở ra kênh Phê Game sẽ có thể giới thiệu đến với các bạn, những gamer nói riêng và fan của kênh Phê Phim nói chung, những cái trải nghiệm mà mình có được khi chơi những tựa game này. Và mình rất hy vọng rằng các bạn cũng sẽ cảm nhận video game như một loại hình nghệ thuật bên cạnh điện ảnh và truyện tranh nhé. Ok, cùng bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay thôi. Marvel Spider-Man khi game còn hay hơn cả phim. Đó chính là nhận định của mình sau khi chơi xong tựa game này. Cũng cần nói qua một chút thì mình đã đến với Spider-Man không có quá nhiều kỳ vọng rằng tựa game này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc đối với mình đến vậy. Mình thì thật ra cũng không phải fan của các tựa game siêu anh hùng, cũng như là motif siêu anh hùng cứu thế giới nói chung trong ngành giải trí. Thêm vào đó thì ngoại trừ phiên bản Spider-Man 2 phát hành năm 2004 ra, thì còn lại những tựa game Spider-Man trước đây do Activision phát hành đều không nhận được sự đánh giá cao do thiếu sự đầu tư đúng mực. Do đó, khi đến với Marvel Spider-Man, mình đã không đặt quá nhiều sự kỳ vọng của mình đối với tựa game này, để rồi sau đó thì coi như là bị choáng ngợp bởi những cái trải nghiệm đáng nhớ mà tựa game mang lại. Cùng với những con số kỷ lục về doanh thu của trò chơi khi mà Spider-Man đã xô đổ kỷ lục của tựa game mà mình yêu thích nhất trong 2018, đó chính là Dead or Boy, để trở thành tựa game PS4 bán chạy nhất trong 2018 với 3,3 triệu bản trong 3 ngày phát hành đầu tiên. Game hội tụ đầy đủ các yếu tố của một game bom tấn thực sự, phần đồ họa cực kỳ xuất sắc, phần gameplay combat rất đã tay và đặc biệt là phần cốt truyện. Mình rất thích phần phát triển nhân vật của game khi lấy bối cảnh vào thời điểm Peter năm 23 tuổi, là một thanh niên mới tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh việc phải hành hiệp bảo vệ thành phố thì Peter cũng có những mối lo và những khó khăn đời thường mà ai trong mỗi chúng ta ở độ tuổi này đều có thể gặp phải. Mình đã dành ít nhất 50 giờ cho tựa game này và đã hoàn thành 100% game ở độ khó cao nhất và lấy được Platinum Trophy, nên mình xin phép được làm video này để chia sẻ với các bạn những cái đánh giá và cảm nhận của mình về tựa game này. Ok, cùng bắt đầu thôi! Ấn tượng đầu tiên của mình về Marvel Spider-Man chính là phần nghe nhìn của game. Chỉ cần nhìn qua về đồ họa là bạn đã có thể cảm nhận được ngay mức độ đầu tư và sự tỉ mỉ của Insomniac dành cho tựa game. Mặc dù trước khi game ra thì game cũng đã bị dính phốt về tin đồn downgrade đồ họa do một số hình ảnh chụp so sánh bản game chính thức với trailer E3 của năm ngoái. Tuy nhiên, mình có thể khẳng định luôn, việc Insomniac xóa bớt một vài vũng nước trong game không làm cho game xấu hơn. Và thực tế, có rất nhiều chỗ khác trong game cũng có nước, và thậm chí một số thời điểm trong game còn có cả mưa nữa. Vậy nên các bạn đừng lo lắng về đồ họa nhé. Nếu bạn nào có điều kiện thì mình rất khuyến khích các bạn chơi tựa game này trên máy PS4 Pro và trên TV 4K có hỗ trợ HDR để cho trải nghiệm tốt nhất về hình ảnh. Nhắc đến độ chân thực của game thì mình phải thực sự dành lời khen cho Insomniac vì đã thật sự chăm chút cho trò chơi đến từng chi tiết. Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể khiến cho thành phố trở nên sống động hơn bất cứ game thành động thế giới mở nào. Lấy ví dụ như là việc bạn có thể nhìn thấy không gian bên trong những cửa hàng bên dưới mặt phố hoặc bên trong những căn hộ ở trên các tòa nhà. Ngay sau khi vừa bắt đầu game thì bạn sẽ không phải chờ đợi quá 5 phút để có thể thử nghe gameplay của trò chơi. Sau đoạn cắt cảnh đầu tiên, bạn sẽ ngay lập tức được khoác lên mình bộ classic suit, phi ra ngoài cửa sổ và bắt đầu web-swinging đến điểm làm nhiệm vụ đầu tiên. Mình cũng đã cho một số người bạn của mình chơi thử đoạn mở đầu này và thấy phần đu dây ban đầu có vẻ hơi khó làm quen một chút. Tuy nhiên sau khoảng 15 phút làm quen thì bạn đã có thể bắt đầu tự tin web-swinging khắp Manhattan. Và khi bạn đã thực sự thành thục nó thì bạn sẽ chỉ muốn web-swinging lang thang khắp thành phố vì thực sự cơ chế đu dây cho cảm giác rất thật và thỏa mãn. Mình đánh giá game có một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc tuân theo các cơ chế vật lý trong thực tế và việc tinh chỉnh cơ chế đó làm sao cho phù hợp với môi trường game. Do đó, khi bạn thực hiện đu dây, bạn sẽ thấy cơ chế đu dây rất chân thực nhưng cũng vẫn giữ được một độ ảo nhất định nhằm giúp bạn không bị trừng phạt khi có lỡ làm sai một điều gì đó so với thực tế. Lấy ví dụ khi như Spider-Man đu dây, tốc độ di chuyển của Spider-Man sẽ phụ thuộc vào độ dài của sợi tơ, từ tay Spider-Man cho đến chỗ sợi tơ dính vào một tòa nhà nào đó.
Tuy nhiên, game cũng sẽ tự động tinh chỉnh để độ dài của sợi tơ không bị quá dài. Do đó, cho dù bạn có phi sát xuống mặt đường, thì bạn cũng không sợ bị quệt mặt xuống đường do sợi tơ quá dài. Trừ khi bạn cố tình không quăng tơ thì bạn mới chạm xuống mặt đất mà thôi. Một trong những yếu tố mình rất thích khi sử dụng Webslinger để di chuyển trong game thay vì fast travel, đó là thỉnh thoảng mình sẽ được nghe các mẩu đối thoại hài hước giữa Spider-Man và Yuri, đặc vụ chỉ huy của lực lượng cảnh sát thành phố. Ngoài ra, khi mình di chuyển quanh thành phố, nhân vật J. Jonah Jameson sẽ thường xuyên phát biểu trên radio để bêu xấu Spider-Man. Thực sự những bình luận này thì không phải được phát ngẫu nhiên đâu các bạn ạ. Nó sẽ được phát dựa trên hành động của bạn. Nếu bạn nhìn thấy có một dấu hiệu báo một người gặp nạn trên bản đồ và bạn phi đến để cứu giúp, thì ngay sau đó người này sẽ xuất hiện trên radio để nói tốt về Spidey. Nếu bạn nhìn thấy tai nạn mà bỏ qua, thì Jonah Jameson sẽ ngay lập tức xuất hiện và phát tin bêu xấu Spider-Man rằng thấy người gặp nạn mà không cứu. Đây chỉ là một trong số những chi tiết nhỏ giúp mình cảm thấy khá hài hước và giúp làm trải nghiệm đu dây của mình trong thế giới của Spider-Man trở nên vui vẻ hơn. Nói đến phần combat thì có thể nhiều bạn cho rằng combat của Spider-Man khá giống với combat của dòng game Batman Arkham Series. Nhận định này cũng có phần đúng khi về cơ bản cả hai đều tập trung vào hand-to-hand combat và build-up combo để có thể tung ra các đòn instant kill, kết thúc đối phương trong nháy mắt. Tuy có vay mượn cơ chế combat chính của Arkham Series, nhưng sự khác biệt lại nằm ở cách mà Spider-Man thể hiện. Trong khi Batman thiên về các pha hành động nhanh gọn, thực tế với cơ chế combat đã được khá nhiều các tựa game khác copy, thì phong cách của Spider-Man lại có phần khoa trương và thiên về yếu tố đẹp mắt. Và chắc chắn khi bạn chơi game thì bạn sẽ không có cảm giác đây là một hệ thống được copy từ một game khác. Thêm vào đó thì sự khác biệt còn đến từ việc Spider-Man còn phóng tơ đúng không? Ngay sau khi kết liễu một kẻ địch thì bạn có thể ấn nút tam giác để ngay lập tức phóng tơ, kéo mình đến vị trí của kẻ địch gần nhất. Hoặc nếu đang ở trên không thì bạn có thể ấn giữ nút tam giác để phóng tơ, kéo kẻ địch về phía mình và tiếp tục combo. Ngoài ra, việc có web zip còn giúp Spider-Man có thể dễ dàng tước vũ khí khỏi tay kẻ địch, giúp bạn hạn chế những pha trúng đạn hoặc trúng tên lửa khá nguy hiểm nếu bạn chơi ở độ khó cao nhất. Game cũng làm khá tốt trong việc dần dần nâng cao độ khó của combat khi giới thiệu đến với người chơi những loại kẻ địch khác nhau, bao gồm các tên Demon cầm kiếm, roi hoặc khiên, hoặc là những tên lính Sable với các loại đồ chơi công nghệ khác nhau như dây chói hoặc jet suit giúp chúng bay lượn trên không. Những kẻ địch này đòi hỏi chúng ta phải vận dụng gadget và web zip để có thể vô hiệu hóa vũ khí của chúng trước khi chúng ta có thể thực sự tấn công. Bên cạnh đó thì yếu tố tương tác môi trường cũng đóng vai trò khá quan trọng trong chiến đấu. Bạn có thể web zip rất nhiều vật thể trong game và ném chúng về phía kẻ địch, hoặc có thể phóng tơ kéo đổ một thứ gì đó lên kẻ địch. Tuy nhiên, mình lại không thích việc game hơi lạm dụng cơ chế ném đồ khi đánh chùm. Một số trận đánh chùm đều có chung một cách đánh là bạn phải né tránh vật thể do đối phương ném tới, rồi sau đó dùng web zip để ném trả lại. Cách đánh này thì lặp đi lặp lại khá nhiều, khiến mình có cảm giác rằng các con boss trong game không thực sự khác biệt về lối đánh. Ngoài ra, game còn có một số điểm trừ lặt vặt như việc game lại cho phép chọn gadget từ gadget wheel bằng cần analog trái. Cần analog trái là cần bạn dùng để di chuyển nhân vật. Điều này sẽ dễ khiến bạn chọn nhầm gadget khi vừa chọn vừa di chuyển. Hoặc là việc hub thiết kế hơi khó nhìn, làm người chơi đôi lúc không biết được rằng suit power của mình đã hồi đầy. Và một điểm nữa mình không thích của combat của Spider-Man, đó là việc các chiêu suit power tuy nhiều nhưng không thật sự cân bằng. Lấy ví dụ như chiêu Web Blossom lại quá OP, chỉ cần một chiêu này cũng có thể kết thúc nhiệm vụ trong một nốt nhạc, khi toàn bộ các kẻ địch xung quanh đều có thể bị gắn tơ và dính hết vào tường. Việc chiêu Web Blossom quá mạnh khiến cho các chiêu suit power khác trở nên bị lu mờ. Và thực tế khi mình chơi game, mặc dù ở độ khó cao nhất, nhưng game cũng không thể ép mình phải vận dụng các chiêu suit power khác nhau trong các tình huống khác nhau. Mà từ đầu đến cuối mình vẫn chỉ sử dụng đúng chiêu Web Blossom mà thôi. Nói qua một chút về phần side quest của game thì mình thấy ổn. Side quest không thực sự đặc sắc nhưng ổn. Điểm cộng của chúng là chúng khá đa dạng và không bị lặp đi lặp lại quá nhiều. Phần collectible thì tương đối dễ vì bạn có thể nhìn thấy rõ vị trí của chúng trên bản đồ. Điểm mà mình rất thích ở collectible của game này đó là mỗi món đồ mình tìm được thì mình lại được nghe Peter bình luận một vài câu về câu chuyện đằng sau những món đồ đó.
từ đó, chúng ta có thể hiểu hơn về quá khứ của Peter. Các side quest này cho bạn các loại token khác nhau, dùng để unlock suit, suit mod hoặc nâng cấp gadget. Do đó, bạn sẽ muốn làm side quest thay vì bỏ qua chúng. Điểm trừ cho phần side quest đó là các side quest dạng crime. Dạng này thì chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, cho nên khi bạn đang cần crime token để nâng cấp đồ, thì bạn sẽ phải đu dây loanh quanh với hy vọng nhiệm vụ crime sẽ xuất hiện bạn làm. Điều này hơi khó chịu một chút vì đôi lúc bạn sẽ phải đu dây khá lâu mà không tìm được một nhiệm vụ crime nào. Như đã đề cập ở phần mở đầu thì cốt truyện chính là điểm sáng của game khi game đặt chúng ta vào vị trí của Peter năm anh 23 tuổi và đã làm Spider-Man được 8 năm. Mặc dù đã làm siêu anh hùng được tận 8 năm, nhưng khi lột bỏ bộ đồ Spider-Man ra thì Peter vẫn phải đối mặt với những vấn đề và khó khăn trong cuộc sống mà ai trong số bất cứ chúng ta đều có thể gặp phải khi đang ở độ tuổi 22-23 khi mới tốt nghiệp ra trường. Những vấn đề rất đời thường, ví dụ như mối quan hệ không thành tên, mất liên lạc với thằng bạn thân, chật vật trả tiền thuê nhà hoặc công việc bế tắc và không có tương lai. Đó là tất cả những điều đã xảy đến với Peter. Và khi mình được vào vai Peter thì mình cũng nhìn thấy được bản thân của mình trong đó. Và nó khiến mình quan tâm hơn đến Peter và càng muốn được đồng hành cùng anh cho đến cuối game. Đoạn tiếp theo mình xin phép được spoil cốt truyện một chút. Nếu bạn chưa hoàn thành xong game thì hãy quay ra và tiếp tục hoàn thành game rồi quay lại đây nhé. Sẽ thật là thiếu sót nếu không dành lời khen cho dàn nhân vật phụ của game. Thứ nhất là MJ. Nếu so sánh với 3 phần phim về người nhện trước đây của Tobey Maguire, thì MJ trong Marvel Spider-Man là bức khắc họa về MJ mà mình thích nhất. MJ trong Marvel Spider-Man là một phóng viên của tờ Daily Bugle, chuyên điều tra về các hoạt động tội phạm trong thành phố. Khác với trong phim thì ở đây chúng ta được thấy một MJ thông minh, bản lĩnh, tuy có hơi liều lĩnh, bướng bỉnh khi cố dấn thân vào những khu vực nguy hiểm trong một số trường đoạn nhất định. Nhưng rất may là sự đóng góp của MJ trong các hoạt động điều tra là không hề nhỏ. Bên cạnh đó thì sự phát triển trong mối quan hệ của MJ và Peter cũng là một điểm mình rất thích về cặp đôi này. Thời điểm trong game diễn ra trong lúc MJ và Peter đã chia tay nhau được một thời gian. Tuy nhiên thì họ lại tình cờ gặp lại nhau trong một lần đột nhập vào nhà đấu giá của Wilson Fisk để điều tra về hoạt động mua bán phi pháp của tên này. Sau khi nhận ra rằng hai người đang cùng theo đuổi một mục tiêu, thì họ chấp nhận hợp tác với nhau trên danh nghĩa là partner, để rồi sau đó qua bao nhiêu khó khăn thì họ quyết định quay lại với nhau. Mình nghĩ điều này đã tạo nên một yếu tố lãng mạn cho game, nhưng rất chân thật và không hề xến xúa. Nhân vật phụ thứ hai mà mình muốn nói đến đó là Miles Morales. Mình cũng biết trong game có xuất hiện Miles do đã được công bố trong trailer E3 năm 2017. Tuy nhiên, mình lại không hề biết đây là một nhân vật chơi được. Và khi được vào vai Miles trong trường đoạn bài phát biểu của bố cậu bị đánh bom, thì mình đã thực sự cảm nhận được lời cảnh báo của Kingpin lúc đầu game là hoàn toàn có cơ sở. Chắc hẳn các bạn còn nhớ khi Kingpin bị bắt giữ, hắn có thốt lên một câu rằng "One month and you wish you had me back". Theo mình nghĩ rằng, Miles xuất hiện trong game như một lời nhắc nhở đến Peter rằng đó chính là hậu quả của việc đảo lộn trật tự cân bằng giữa cái thiện và cái ác. Trong khi Spider-Man đại diện cho cái thiện, Kingpin đại diện cho cái ác, thì Miles xuất hiện chính là đại diện cho hậu quả của sự phá vỡ cân bằng đó. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Miles hay Peter sụp đổ hoàn toàn. Miles cần có những khoảng thời gian để đau buồn, nhưng không lâu cho đến khi Miles gặp được Spider-Man. Đây là lúc cả hai bắt đầu có sự tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong khi Miles có được một hình mẫu lý tưởng để phấn đấu bản thân và có thêm động lực để tham gia vào tổ chức từ thiện Fist, thì Peter giống như vừa có thêm một người em trai để quan tâm và chia sẻ, giúp đỡ Miles trong lúc làm việc ở Fist. Đây là một trong những phần phát triển nhân vật mà mình thích nhất trong game. Nói đến Fist thì không thể không nhắc đến dì May. Không biết các bạn thế nào chứ mình rất không thích hình tượng dì May trong Homecoming. Thật may là trong Marvel Spider-Man thì hình tượng dì May quay lại đúng với những gì mình mong đợi. Hình ảnh một người dì giản dị, luôn quan tâm đến người cháu của mình, nhưng đổi lại vì quá vướng bận với cuộc sống nhiều mặt mà Peter đã không dành đủ thời gian cho dì. Một số đoạn hội thoại trong game sẽ khiến bạn thực sự bực mình với Peter khi đã không những đi làm trễ mà còn quên luôn cái hẹn ăn tối với người thân duy nhất của mình. Đây chính là điểm khiến ending của game đã thật sự khiến mình buồn mất mấy ngày. Đó là khi chúng ta cảm thấy hối tiếc khi đã không dành đủ thời gian dành cho những người mình yêu quý, để rồi sau đó thì chúng ta đã không còn một cơ hội nào nữa.
Sau trailer E3 năm 2018 thì chúng ta được thấy rõ nét gần như toàn bộ gương mặt của nhóm người xấu Sinister Six. Ban đầu thì mình có hơi lo lắng một chút về việc game có quá nhiều villain sẽ dễ khiến game bị loãng. Tuy nhiên thì mình đã nhầm. Game dành đủ thời gian để phát triển hai villain chính của game, đó là Dr. Octopus và Mr. Negative. Còn lại, backstory của các villain khác đều có thể được tìm hiểu sơ lược thông qua một đoạn đột nhập vào xảo huyệt ngắn trong game, hoặc qua các collectible thu thập được. Điểm sáng của dàn villain này đó chính là Dr. Octopus. Toàn bộ trò chơi này là quá trình của một người làm khoa học đáng ngưỡng mộ trở thành một kẻ điên loạn bị chi phối bởi sự hận thù. Và bạn trong vai Peter cũng góp phần không nhỏ vào sự biến đổi đó. Sau mỗi lần đến phòng thí nghiệm thì bạn sẽ nhận ra bệnh tình của Octavius ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng như đối với dì May thì Peter đã không dành đủ thời gian cho Octavius, để rồi sau đó thì toàn bộ quá trình phát triển những cánh tay là do Octavius tự làm từ đầu đến cuối, mà đáng lẽ ra Peter cũng phải có mặt ở đó để đảm bảo rằng các chức năng trong hệ thống máy móc đều hoạt động trơn tru. Thực tế thì khi Peter phát hiện ra những lỗi nghiêm trọng trong hệ thống xảy ra làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của Octo thì lúc đó đã quá muộn, và hậu quả sau đó như thế nào thì các bạn cũng đã biết. Mặc dù mình khá thích phần phát triển nhân vật của Octavius, nhưng đối với nhân vật Morton Lee, hay còn được biết đến với cái tên Mr. Negative, thì mình lại hơi thất vọng một chút. Trước khi chơi Spider-Man thì mình chưa hề đọc bất cứ ấn phẩm nào về nhân vật này, cho nên hiểu biết của mình về Mr. Negative gần như là một con số 0. Khi chơi game thì game bắt đầu xây dựng hình tượng Morton Lee như một người giàu lòng nhân ái và làm rất nhiều công việc từ thiện. Điều này đã khiến mình càng trở nên tò mò hơn về việc tại sao Morton Lee lại trở thành Mr. Negative, và đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc đấu tranh về tâm lý giữa hai nhân cách này trong cùng một con người. Tuy nhiên, cuối cùng mình đã khá thất vọng khi biết được rằng Mr. Negative thực chất không phải là một nhân cách riêng biệt, mà bản chất Morton Lee đã là một nhân vật ác rồi. Chẳng qua hắn đã rất khéo léo che giấu bản chất này dưới vỏ bọc của một nhà từ thiện. Trong một phân đoạn của game, khi Mr. Negative cố gắng khuất phục Spider-Man và lôi kéo anh vào hàng ngũ Demon bằng sức mạnh của hắn, chúng ta đã biết được mục tiêu của Morton Lee là hạ ngục Norman Osborn, vì Peter cho rằng Norman là một cục ung nhọt của thành phố này và cần phải bị loại bỏ. Ở đây, mình tin rằng ai trong số chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là Morton đã cố gắng làm một điều gì đó đúng đắn cho thành phố New York, giống như việc anh đang làm từ thiện giúp đỡ mọi người vậy. Nhưng cuối cùng, hóa ra mọi sự lại không hoàn toàn như vậy. Morton không làm điều này vì anh cho rằng nó là đúng đắn, là tốt cho thành phố New York, mà đơn giản lý do anh làm việc này, cũng như bao nhân vật phản diện khác, đó là để trả thù. Motif trả thù thì thực sự đã được thể hiện khá rõ ràng với Dr. Octopus rồi, nên mình nghĩ là Morton Lee nên có một động lực khác hay hơn để giải thích cho những hành động tội phạm của hắn. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về tựa game Marvel Spider-Man này. Một thành phố New York sống động, một hệ thống lối chơi đầy thỏa mãn và một cốt truyện rất cảm động. Tất cả đã làm nên một trải nghiệm về game thật khó quên đối với mình trong năm 2018. Tuy có những điểm sạn về cả gameplay lẫn cốt truyện, nhưng mình vẫn đánh giá cao tựa game này và rất hy vọng rằng Marvel Spider-Man sẽ giành được chiến thắng trong lễ trao giải The Game Awards năm nay với hạng mục cao nhất là Game of the Year năm 2018. Trước những đối thủ sừng sỏ như là God of War hoặc Red Dead Redemption 2. Đến đây, mình xin phép được khép lại video đánh giá và cảm nhận của mình về tựa game Marvel Spider-Man. Vào sáng thứ ba tuần sau, là ngày 23 tháng 10 năm 2018, thì phần chơi mở rộng đầu tiên của Spider-Man có tên là The Haste sẽ chính thức được ra mắt. Nếu các bạn muốn xem video của bọn mình chơi và bình luận phần DLC này, thì hãy comment ở bên dưới để bọn mình biết nhé. Nếu thấy hay, xin đừng quên like, share và subscribe. Và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau.